Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Bản tin 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Xin chào quý vị, các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ lên mức cao thứ hai trong bối cảnh 29 tỉnh của nước này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những trận lũ lụt và mưa lớn không ngừng. Trong khi đó, tại các khu vực dọc theo bờ sông Dương Tử, trải dài hàng nghìn km, mực nước đã dâng lên tới mức báo động cao nhất. Hôm Chủ nhật, mực nước sông Dương Tử tại một số khu vực ở thành phố Vũ Hán đã dâng cao 29,96m, vượt quá mặt đất 6,96m. Người dân tại thành phố này đã sử dụng các bao cát để nâng cao và củng cố bờ đê quanh sông. Giới chức ước tính mực nước sông có thể tăng thêm 31m vào ngày thứ ba, nghĩa là cao hơn 7m so với mặt đất. Một số thị trấn ở tỉnh Giang Tây gần khu vực sông Dương Tử bị nhấn chìm hoàn toàn. Tỉnh Giang Tây ở phía nam của Trung Quốc cũng đã nâng mức cảnh báo lũ cao nhất vào ngày thứ bảy sau khi một số khúc đê sông Dương Tử bị nứt khiến một số quận bị ngập lụt nghiêm trọng. Vào ngày Chủ nhật, truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin tỉnh Quảng Tây có 2,545 km sông hồ, trong đó mực nước tại 2,242 km đã vượt mức báo động. Mực nước từ các con sông bao gồm sông Giao, sông Jin và sông Siêu, sông Trang cũng đã tràn qua đê từ ngày thứ hai tuần trước. Tại khu vực Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc, mực nước đang dâng với tốc độ chưa từng thấy. Theo chuyên gia kiểm soát lũ lụt hàng đầu tỉnh Giang Tây Từ Vệ Minh, trong 3 ngày qua, mực nước của Hồ Bà Dương đã tăng hơn 103 cm mỗi ngày. Hiện tại mực nước hồ này đã cao hơn 3m so với mức báo động. Hôm thứ Bảy, Chủ tịch Giang Tây là Lưu Kỳ tuyên bố toàn tỉnh cần chuẩn bị vào chiến dịch chống lũ. Ông Lưu yêu cầu toàn tỉnh chuẩn bị tinh thần phòng chống và cứu trợ, cứu nạn cho trận lũ lụt nặng nề và thảm họa lớn sắp xảy ra. Hôm Chủ nhật, chính quyền địa phương tại hai thị trấn Miến Xuyên và Giang Tân Châu thuộc thành phố Cửu Giang đã ra lệnh. Người già, trẻ em và người bị bệnh phải rời khỏi nhà ngay trong ngày hôm nay và những người khác chuẩn bị di rời đi bất cứ lúc nào. Trước đó 2 ngày trên các trang mạng xã hội, giới chức tại thị trấn Giang Châu thuộc thành phố Cửu Giang kêu gọi những người lao động ở xa trở về hỗ trợ phòng chống thiên tai với lý do để củng cố các con đập nhưng nhân lực còn thiếu hụt nghiêm trọng. Lũ lụt thảm khốc này đã gây thiệt hại quá sức tưởng tượng cho các doanh nghiệp địa phương. Trong một video được đăng trên mạng xã hội vào hôm thứ Sáu, một chủ nhà máy sản xuất trà tên là Trịnh ở quận Xi, tỉnh An Huy, Trung Quốc cho biết 5.000 tấn trà đã trở thành rác sau khi bị ngâm trong nước lũ suốt cả đêm. Theo tờ tin tức Bắc Kinh, ông Trịnh lo ngại rằng ông không thể đền bù cho hơn 1.000 nông dân đã cung cấp trà cho ông. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lưu Sinh, Phủ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Theo giới chức, tính đến trưa ngày hôm qua, đã có 108 người thiệt mạng và 51 người mất tích. Tuy nhiên, một cư dân mạng địa phương tiết lộ rằng trận động đất có thể đã gây ra thương vong rất đáng kinh ngạc. Có tin đồn rằng trận động đất ở Lưu Sinh, Tứ Xuyên đã gây ra thương vong rất lớn và làng Vạn Đông bị chôn vùi hoàn toàn. Sau trận động đất mạnh ở Lưu Sinh, Tứ Xuyên, cư dân mạng địa phương tiết lộ rằng trận lở đất do động đất gây ra gần như chôn vùi hoàn toàn làng Vạn Đông ở huyện Lưu Sinh. Ngôi làng có dân số thường trú là 697 người. Do đó, con số thương vong do trận động đất này gây ra có thể vô cùng lớn. Đoạn video do cư dân mạng quay lại cho thấy trận lở đất do động đất ở Lưu Sinh, Tứ Xuyên đã chôn vùi toàn bộ ngôi làng Vạn Đông. Người quay video nói, hãy nhìn xem, nếu bạn nói nó khốc liệt thì quả thật nó rất khốc liệt. Ngôi làng này gần như đã bị vùi lấp hoàn toàn. Đây là thôn Vạn Đông của chúng tôi ở huyện Lưu Dinh. Người quay video cho biết, lần này là tồi tệ nhất, chưa bao giờ tôi thấy tồi tệ như lần này. Theo báo cáo chính thức từ tỉnh Tứ Xuyên, tính đến 12 giờ trưa ngày hôm qua, trận động đất ở Lỗ Định đã làm 108 người thiệt mạng, trong đó có 70 người ở huyện Lộc Định, tỉnh Cam Tư bị tử vong, 38 người ở huyện Simian, thành phố Nhã An, 51 người mất tích và hơn 490 người bị thương. Nhưng các quan chức không đề cập đến số người chết thực sự ở làng Vạn Đông, con số thương vong thực tế là không rõ. Cảnh kinh hoàng và nguy hiểm nhất mà người đàn ông Tứ Xuyên trốn thoát bằng cách né tránh những tảng đá. Sau trận động đất mạnh ở Lưu Dinh, Tứ Xuyên, một người đàn ông đã kể lại cảnh tượng ly kỳ khi anh ta thoát khỏi nguy hiểm khi trận động đất xảy ra. Khi người đàn ông đang lái xe, anh ta nhận thấy có điều gì đó không ổn và nhanh chóng lùi xe. Tảng đá trên núi ngay lập tức đổ xuống trước mặt anh ta và người đàn ông đã thoát ra ngoài mà không hề hấn gì. Đoạn video cho thấy, tại thời điểm người đàn ông lùi xe gấp, một lượng lớn tảng đá từ trên núi rơi xuống đường. Tảng đá lớn nhất rơi ngay trước đầu ô tô, san phẳng hàng rào sắt ở bên đường. Nếu nó đâm vào xe, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Đoạn video về người đàn ông né tảng đá đã trở thành chủ đề được tìm kiếm rất nhiều trên Weibo. Một số cư dân mạng cho biết, trời đất ơi, nguy hiểm quá, chúng ta thật may mắn. Quý vị thân mến, sáng Chủ nhật, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Đường Sơn ở phía bắc của Trung Quốc. Trận động đất đã khiến tòa nhà không đủ kiên cố bị hư hại. Cùng ngày, các quận ở Lục Xuân, tỉnh Vân Nam, Nhật Nhĩ Cái ở tỉnh Tứ Xuyên và Vũ Sơn ở thành phố Trùng Khánh cũng ghi nhận các trận động đất lần lượt là 4,4 độ và 4,0 độ, 3,0 độ Richter.
Giới chức thông báo rằng hàng triệu người đã phải di rời, ít nhất 210 người chết hoặc mất tích. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều, vì từ trong quá khứ, Trung Quốc luôn che giấu thông tin của các trận thảm họa. Thưa quý vị, mưa lớn đã khiến nhiều khu vực và làng mạc ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc bị ngập lụt. Những người dân bị ảnh hưởng cho biết, trước khi có cảnh báo chính thức thì hồ chứa trên thượng nguồn đã bất ngờ xả lũ. Lũ về dữ dội khiến cho người già bị cuốn trôi, nhà cửa bị sập, dẫn đến nhiều người bị thiệt mạng. Gần đây, tỉnh Sơn Tây đã có những cơn mưa rất lớn trong nhiều ngày liền. Các kênh truyền thông ở đại lục đưa tin rằng nước ở đoạn hạ lưu chính của sông Phú He đã dâng lên đáng kể. Đến 7 giờ sáng ngày thứ tư, thành phố Vạn Thành đã phải hứng chịu dòng thác lũ lớn nhất trong vòng 40 năm qua trở lại đây. Hơn 10.000 người đã phải di tản khỏi 6 ngôi làng ở 4 quận Hà Tân, Vạn Vinh, Tân Giáng, Bắc Sơn bị ảnh hưởng. Hôm thứ ba, nhiều con đê ở sông Hồng Mã ở đoạn thuộc huyện Thanh Từ và huyện Kỳ đã bị vỡ, khiến nhiều ngôi làng bị ngập lụt. Một số cư dân mạng cho biết họ đã chứng kiến trận mưa lớn chưa từng thấy trong hàng chục năm qua. Việc xả lũ từ các hồ chứa ở thượng nguồn cộng với sự thiếu chuẩn bị của chính quyền Sơn Tây trong việc phòng chống lũ là nguyên nhân khiến cho mực nước ở các con sông địa phương dâng lên rất cao, người dân phải chịu thiệt hại nặng nề. Một video trên mạng cho thấy hồ chứa Từ Hồng ở huyện Kỳ, thành phố Tân Trung đã xả lũ dữ dội, những con sóng cuộn lên rất cao. Hôm thứ Tư, phóng viên của Epoch Times đã phỏng vấn với anh Triệu, một người dân ở làng Sản Pháp, thị trấn Cổ Huyền, huyện Kỳ, thành phố Tân Trung, và được biết ngôi làng của anh tương đối cao nên không nhận được yêu cầu di tản. Người cha 66 tuổi của anh không được thông báo về việc xả lũ và đã bị lũ cuốn trôi. Cho đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa rõ tung tích của ông ấy. Anh Triệu nhiều lần nhấn mạnh rằng do chính quyền không thông báo trước việc xả lũ mới dẫn đến việc cha anh bị lũ cuốn trôi do xả lũ từ hồ chứa Từ Hồng ở thượng nguồn, nhưng chúng tôi không hề nhận được thông báo trước khi lũ đến. Anh nói trong làng nói rằng thông báo đã được gửi lên nhóm, nhưng những người lớn tuổi ở trong làng không ai sử dụng điện thoại thông minh cả, vì vậy họ không biết lũ lụt về. Anh Triệu cho biết loa phát thanh trong làng từng thông báo rằng từ ngày thứ năm tuần trước đến chủ nhật vừa qua sẽ xả lũ, nhưng lượng nước không lớn. Anh tin rằng đây là hành động chuẩn bị trước của chính quyền để xả lũ. Hôm thứ hai vừa qua, lượng nước xả đột ngột dâng cao, cả cầu cũng bị cuốn trôi. Đến ngày thứ ba, mố của cầu đại trên sông Xuyên Nguyên giữa huyện Kỳ và Đông Quán đã bị cuốn trôi. Phần móng của một đoạn đường sắt ở huyện Kỳ đã bị nước lũ làm sói lở, khiến dây và tẹt treo lơ lửng trên không. Một tàu chở hàng đã phải dừng khẩn cấp trên một đường dây treo lơ lửng. Cảnh tượng thập phần kinh hãi. Anh Triệu cho biết vào sáng ngày thứ hai, bố anh vẫn chạy xe ba gác điện trên con đường ven sông như bình thường. Không biết vào thời điểm nào trong buổi chiều, tất cả các hồ chứa trên thượng nguồn bất ngờ xả nước đột ngột về rất lớn. Những người già hoàn toàn không biết. Buổi chiều bố anh ấy vẫn đi xe ba gác điện về nhà như thường lệ. Kết quả là ngay khi ông ấy đi qua cầu ở sông đoạn Sa Giao là con đường duy nhất về làng, lũ đã cuốn trôi cả ông ấy và cây cầu. Đến khoảng 7 giờ 30 phút tối hôm đó, chúng tôi mới hay tin bố tôi bị tai nạn. Chúng tôi chạy đến thì phát hiện ông ấy đang đứng trên xe ba gác điện và ôm gốc cây. Lực lượng cứu hộ cũng đã đến. Họ cách ông ấy chừng 4-5 mét, nhưng hai lần muốn ra cứu đều không được. Khi giải cứu đến lần thứ ba, ông ấy đã không còn ở đó và mất tích rồi. Anh Triệu cho biết rằng vào hôm thứ tư, anh cùng anh rể và một số người dân đã đi tìm hai bên sông. Họ tìm thấy chiếc xe ba gác điện của ông ấy. Họ lặn xuống sông để tìm, nhưng không ngờ rằng nước lại đột ngột lớn lên. Cũng may là anh rể thông thuộc đường chạy thoát thân, nếu không cũng bị nước lũ cuốn trôi rồi. Anh Triệu cũng nghe nói từ dân làng ở các làng khác, họ không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc xả lũ. Các làng ở hạ lưu như của chúng tôi bị ngập nghiêm trọng hơn. Anh cho rằng chính quyền địa phương đã không ứng phó tốt với lũ lụt, không cảnh báo sớm và cũng không bố trí người túc trực ở cổng làng. Đến khi người già gặp chuyện, trong làng mới phong tỏa hết tất cả các con đường. Hôm thứ Tư, ông Lý, một người dân ở làng Tang Liễu Thụ, thị trấn Nghĩa An, thành phố Giới Hưu, tỉnh Sơn Tây, nói với phóng viên của Epoch Times rằng hơn 250 dân làng và những người tình nguyện đã đi trông đập vào buổi tối ngày thứ ba. Họ xếp chồng những bao cát cao hơn 2 mét, nước càng dâng lên, người dân càng đắp cao hơn. Đến sáng ngày thứ Tư, chính quyền bất ngờ ra thông báo xả lũ, yêu cầu toàn bộ người dân làng đi di tản, ông Lý nói. Sau đó chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, lũ đã tràn vào làng, nước dâng đến nông nhất cũng là trên đầu gối và sâu nhất là lên đến ngực. Cả làng đều bị ngập. Đoạn đê mà chúng tôi đắp đã bị vỡ, nước lớn đến nỗi không thể kiểm soát được. Ông Lý tiết lộ rằng vào tối thứ hai, thành phố đã có văn bản xả lũ nhưng không thông báo cho dân làng. Ông tin rằng lũ đã được xả suốt đêm thứ ba. Đến sáng thứ Tư thì chính quyền cho biết vẫn sẽ xả lũ. Ông cho biết có hai con sông tại khu vực này, một là sông Phần, hai là sông Từ Giao. Nước sông ở sông Từ Giao đã không ngừng dâng lên và vẫn tiếp tục tăng. Các làng ở hai bên sông Phần đã đều đi di tản, nhưng làng có 25.000 đến 35.000 người. Làng chúng tôi có hơn 1.700 người. Sau khi di tản, dân làng được sắp xếp sống trong các khách sạn ở trong quận, nhưng vẫn phải tự trả tiền ăn uống. Thành phố Giới Hưu là một thành phố cấp quận thuộc tỉnh Sơn Tây do thành phố Tấn Trung quản lý. Thị trấn Nghĩa An nằm ở ngoại ô phía đông của thành phố Giới Hưu, gần tuyến đường sắt Nam Đồng Bộ. Ông Lý tiết lộ với các phóng viên rằng
Ở một số làng, lũ đã làm sập nhà và khiến cho nhiều người bị thiệt mạng. Ông cũng lo lắng cho sự an toàn của những ngôi nhà sau trận lũ lụt. Ông nói rằng sau khi lũ quét qua, chúng căn bản đã không còn có thể ở được. Theo báo cáo của giới truyền thông đại lục, hôm thứ Hai mưa lớn đã gây ra ngập lụt ở khu dân cư Môi Cơ, quận Tiểu Điếm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Chỗ nước sâu nhất vượt quá 2 mét, tổng cộng có gần 400 cư dân ở 5 tòa nhà dân cư bị ảnh hưởng. Thời gian nước tích tụ ở thành phố Cổ Bình Giao, Tấn Trung, Sơn Tây đã khiến cho một bức tường bị sập, đoạn bị sập dài khoảng 35 mét. Hôm thứ Ba, giới chức tỉnh Sơn Tây đã đưa ra thông báo cho biết, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn lần này, ngày hôm qua đã có nhiều thảm họa địa chất như sập tường, lở đất xảy ra ở thành phố Tấn Trung, thành phố Lữ Hương và thành phố Lâm Phần, đã dẫn đến thương vong về người. Họ đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp địa chất lên mức cấp 3. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!